Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta hãy cầu nguyện. Chính Người đã luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha. Đó là mẫu gương để chúng ta noi theo mà cầu nguyện liên lỉ như Người. Hôm nay, trong bài tin mừng này, là đoạn kết của diễn từ tại phòng tiệc ly ngay trước lúc Chúa Giêsu ra đi để chịu khổ nạn. Người cũng nhắc lại bài học hãy cầu nguyện. Nhưng Người không chỉ dừng lại ở chỗ dạy hãy cầu nguyện, mà còn dạy hãy cầu nguyện nhân danh chính Người. Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Ngài sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu như chính Chúa đã dạy, đó là điều mà Hội Thánh vẫn luôn luôn làm. Trong phụng vụ, Hội Thánh nhờ Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha chính hy tế mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Trong mỗi lời cầu nguyện của mình, Hội Thánh vẫn luôn kêu nài rằng: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Vâng lời Chúa Giêsu và noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lỉ. Chúng ta hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu để nhờ công nghiệp, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại hồng phúc của Chúa Giêsu. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn thánh, nhất là những ơn cần thiết cho linh hồn, cho đức tin, cho lòng yêu mến Chúa và cho sự sống đời đời của chúng ta. Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con cậy nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, con Cha mà van nài Cha tuôn đổ trên chúng con muôn vàn ơn lành. Xin cho chúng con nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của con Cha mà được muôn đời sống hạnh phúc trong nhà Cha trên quê hương vĩnh cửu, nơi mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng con. Amen.